Chúng ta thường nghe rằng con người là tổng thể các hành động của mình, một câu nói nổi tiếng của triết gia Jean-Paul Sartre. Thực ra, câu này không chỉ là một tuyên bố triết học khô khan mà còn là một cách nhìn thú vị về cách chúng ta tạo dựng bản sắc cá nhân qua những hành động hàng ngày. Khi ta làm điều gì đó, từ những hành động nhỏ nhặt như việc chọn món ăn cho bữa tối, đến những quyết định lớn lao hơn như thay đổi nghề nghiệp hay mối quan hệ, tất cả đều góp phần tạo nên chúng ta. Nghe có vẻ nghiêm túc đấy, nhưng thực tế lại có nhiều điều thú vị và hài hước đằng sau. Và khi chúng ta nói đến hành động, đừng quên rằng nó không chỉ là về cơ thể và lời nói, mà còn là những suy nghĩ, ý định âm thầm bên trong. Thú vị hơn nữa là, một nhà khoa học Pháp, Antoine Lavoisier, đã nói rằng không có gì sinh ra và cũng không có gì mất đi. Vậy liệu triết lý của Sartre có nghĩa là khi chúng ta chết đi, chúng ta thực sự chẳng để lại gì? Hay tất cả những hành động của chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại dưới một dạng khác? Hãy cùng khám phá trong bài viết này nhé! Jean-Paul Sartre, một triết gia nổi tiếng của thế kỷ 20, đã đưa ra quan điểm rằng hành động của chúng ta là bản chất của chính chúng ta. Theo Sartre, mỗi hành động mà chúng ta thực hiện, từ những việc nhỏ như mua sắm hàng ngày cho đến những quyết định quan trọng trong đời, đều góp phần tạo nên con người của chúng ta. Đơn giản hơn, nếu bạn quyết định đi ăn pizza thay vì salad, đó không chỉ là một sự lựa chọn bữa ăn mà còn là một phần của bạn, cách bạn thể hiện sở thích, phong cách sống và thậm chí là tâm trạng của bạn. Sartre phân loại hành động thành 3 loại chính: hành động của thân, thực thể vật lý, hành động của khẩu, lời nói, và hành động của ý, suy nghĩ và ý định. Ví dụ, khi bạn cầm đũa ăn một miếng sushi, đó là hành động của thân. Khi bạn nói với bạn bè rằng bạn rất thích sushi, đó là hành động của khẩu. Còn khi bạn nghĩ về việc thử món sushi khác trong tương lai, đó là hành động của ý. Tất cả 3 loại hành động này kết hợp lại để tạo nên bản sắc cá nhân của bạn. Hành động không chỉ là những gì chúng ta làm mà còn là cách chúng ta tự định hình mình. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, đó không chỉ là một thói quen mà còn phản ánh bản chất của bạn như một người quan tâm đến cộng đồng. Ngược lại, nếu bạn chỉ chăm chăm vào công việc và không quan tâm đến cuộc sống cá nhân, điều đó cũng nói lên nhiều điều về bạn. Chính những hành động hàng ngày này giúp tạo nên hình ảnh cá nhân của chúng ta trong mắt người khác và chính chúng ta. Hành động ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức về bản thân. Ví dụ, một người quyết định bắt đầu tập thể dục đều đặn và thấy mình ngày càng khỏe mạnh và tự tin hơn. Điều này không chỉ thay đổi cách họ nhìn nhận cơ thể mà còn thay đổi cách họ cảm thấy về chính mình. Qua thời gian, hành động này trở thành một phần không thể tách rời trong việc định hình sự tự tin và bản sắc của họ. Để thấy rõ hơn, hãy lấy ví dụ về một người bạn của tôi, John. John là một người luôn tham gia vào các hoạt động xã hội và tổ chức các sự kiện từ thiện. Từ việc tổ chức các buổi gây quỹ cho trẻ em đến việc giúp đỡ người nghèo, tất cả những hành động này đã tạo nên hình ảnh của John như một người rất nhân ái và nhiệt huyết. Ngược lại, nếu John chỉ lo lắng cho bản thân mà không quan tâm đến người khác, hình ảnh của anh sẽ hoàn toàn khác. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc hành động định hình bản sắc của mỗi người. Maria, một người phụ nữ sống ở Barcelona, từng là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô làm việc trong một công ty tài chính, nhưng dần cảm thấy không hài lòng với cuộc sống công sở và muốn tìm kiếm điều gì đó ý nghĩa hơn. Maria quyết định theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật. Cô bắt đầu học vẽ và tham gia vào các lớp học hội họa vào các buổi tối và cuối tuần. Sau một thời gian, Maria quyết định mở một phòng tranh nhỏ tại căn hộ của mình. Mặc dù lúc đầu rất khó khăn để thu hút khách hàng, nhưng với sự chăm chỉ và lòng đam mê, cô dần dần xây dựng được một danh tiếng trong cộng đồng nghệ thuật địa phương. Những bức tranh của Maria bắt đầu được biết đến và cô nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng trong và ngoài nước. Hành động của Maria trong việc theo đuổi đam mê nghệ thuật không chỉ thay đổi cách cô nhìn nhận bản thân mà còn tạo nên bản sắc cá nhân mới. Từ một nhân viên văn phòng không nổi bật, Maria trở thành một nghệ sĩ được yêu thích. Những bức tranh của cô không chỉ thể hiện tài năng mà còn phản ánh cá tính và những trải nghiệm cá nhân của cô. Cuộc sống của Maria không còn chỉ là công việc hàng ngày mà đã trở thành một cuộc hành trình đầy màu sắc và ý nghĩa. Mỗi hành động mà chúng ta thực hiện không chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày mà còn là một phần của bản sắc cá nhân. Ví dụ, khi bạn làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nghề nghiệp, bạn không chỉ đang tạo dựng sự nghiệp mà còn đang xây dựng danh tiếng và bản sắc cá nhân của mình. Những thành công và thất bại đều góp phần tạo nên con người bạn. Danh tính của chúng ta không phải là một cái gì đó được xác định ngay từ khi sinh ra mà là kết quả của những hành động mà chúng ta thực hiện trong suốt cuộc đời. Hãy tưởng tượng bạn là một nghệ sĩ. Mỗi bức tranh bạn vẽ, mỗi buổi triển lãm bạn tổ chức đều góp phần vào việc xây dựng danh tiếng và bản sắc của bạn trong thế giới nghệ thuật. Hành động của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn định hình tương lai. Ví dụ, việc bạn học tập chăm chỉ để đạt được một chứng chỉ chuyên môn sẽ mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp sau này. Những quyết định và hành động của bạn hôm nay sẽ ảnh hưởng đến con đường mà bạn sẽ đi trong tương lai.
chúng ta không phải là những thực thể tĩnh mà luôn thay đổi và phát triển. Hành động của bạn có thể thay đổi theo thời gian và bản sắc cá nhân của bạn cũng sẽ thay đổi cùng với nó. Ví dụ, một sinh viên đại học có thể không giống như một người trưởng thành đã có gia đình và sự nghiệp ổn định. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mang đến những hành động và quyết định mới, ảnh hưởng đến bản sắc cá nhân. Câu chuyện của một người bạn của tôi, Emily, là một ví dụ tuyệt vời. Emily từng là một nhân viên văn phòng với công việc ổn định. Tuy nhiên, sau khi cô ấy quyết định thay đổi nghề nghiệp và trở thành một nhà thiết kế nội thất, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Những hành động liên quan đến công việc mới này đã làm thay đổi không chỉ cách mọi người nhìn nhận Emily mà cả chính bản thân cô. Emily giờ đây cảm thấy mình là một phần của thế giới sáng tạo mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. David, một chàng trai trẻ từ New York, luôn ước mơ trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, cuộc sống không hề dễ dàng với David. Gia đình anh không có nhiều tiền để chi trả cho việc học đại học, vì vậy David phải làm việc bán thời gian trong khi học tập. Anh làm việc tại một cửa hàng cà phê và cũng tham gia vào các nghiên cứu y học trực tuyến để cải thiện kiến thức của mình. Dù gặp rất nhiều khó khăn, David không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Anh dành thời gian rảnh rỗi để học và thi để nhận các chứng chỉ y khoa cần thiết. Sau nhiều năm nỗ lực, David đã thành công trong việc được nhận vào một trường y tế danh tiếng và hoàn thành chương trình học. Hành động kiên trì và quyết tâm của David không chỉ giúp anh đạt được mục tiêu nghề nghiệp mà còn mở ra một tương lai sáng lạn. Ngày nay, David là một bác sĩ thành công và anh thường xuyên quay lại trường học để động viên các sinh viên y khoa khác, chia sẻ kinh nghiệm và sự nỗ lực của mình. Hành động của David trong quá khứ đã định hình tương lai của anh và mở ra nhiều cơ hội mới. Mỗi hành động chúng ta thực hiện ngày hôm nay đều là một bước chuẩn bị cho tương lai. Ví dụ, việc bạn tiết kiệm tiền hàng tháng để đầu tư vào một quỹ hưu trí là hành động chuẩn bị cho một tương lai tài chính ổn định. Chính những hành động nhỏ này tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc sống sau này. Những hành động kiên trì và quyết tâm có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc đạt được thành công. Hãy nhìn vào sự nghiệp của các vận động viên Olympic. Họ không chỉ cần tài năng mà còn cần sự chăm chỉ và quyết tâm trong từng buổi tập luyện. Những hành động này là nền tảng để họ đạt được những thành công lớn trong thể thao. Hành động của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến xã hội xung quanh. Ví dụ, các nhà hoạt động xã hội như Malala Yousafzai đã thực hiện những hành động can đảm để đấu tranh cho quyền giáo dục của trẻ em gái. Những hành động này đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội và truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Cách chúng ta chọn hành động hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và cảm nhận về cuộc sống. Ví dụ, việc thực hiện các thói quen lành mạnh như tập thể dục thường xuyên và ăn uống cân bằng không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và chất lượng cuộc sống. Một ví dụ rõ ràng là câu chuyện của một người bạn của tôi, Alice. Alice quyết định trở lại trường học để học thêm một bằng cấp mới. Mặc dù điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian, nhưng kết quả là cô ấy đã có thể tìm được một công việc mơ ước và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Hành động của Alice đã dẫn đến một tương lai sáng lạn hơn. Malala Yousafzai là một cái tên không còn xa lạ với nhiều người trên thế giới. Cô là một nhà hoạt động giáo dục và nữ quyền người Pakistan. Malala bắt đầu đấu tranh cho quyền giáo dục của trẻ em gái ngay từ khi còn rất trẻ. Cô viết blog về tình hình giáo dục tại quê hương và các vấn đề mà trẻ em gái gặp phải khi đi học. Vào năm 2012, Malala bị một tay súng Taliban tấn công vì những quan điểm của mình. Sự việc này gây chấn động toàn cầu nhưng không làm cô khuất phục. Thay vào đó, Malala tiếp tục chiến đấu cho quyền giáo dục và đã thành lập quỹ Malala Fund để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái ở nhiều quốc gia đang phát triển. Di sản mà Malala để lại không chỉ là những bài diễn thuyết mạnh mẽ hay các quỹ từ thiện, mà còn là sự ảnh hưởng tích cực đối với hàng triệu người trên toàn thế giới. Câu chuyện của Malala là một minh chứng rõ ràng cho việc hành động của một cá nhân có thể tạo ra một di sản vĩ đại và thay đổi thế giới. Antoine Lavoisier, một nhà hóa học nổi tiếng, đã đưa ra nguyên lý bảo toàn vật chất, cho rằng không có gì sinh ra và cũng không có gì mất đi. Điều này có nghĩa là mọi vật chất đều tồn tại mãi mãi, chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Vậy điều này có nghĩa là hành động của chúng ta cũng vậy. Nếu theo quan điểm của Sartre, hành động tạo ra bản sắc cá nhân, thì quan điểm của Lavoisier cho thấy rằng những hành động này không chỉ tồn tại trong thời điểm chúng ta thực hiện mà còn tồn tại dưới một dạng khác. Ví dụ, nếu bạn đã giúp đỡ người khác trong quá khứ, dù sự giúp đỡ đó không còn hiện diện, nhưng những tác động tích cực của nó vẫn tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của người đó. Theo triết lý của Lavoisier, mọi thứ đều chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Điều này có thể áp dụng cho hành động của chúng ta, nghĩa là dù chúng ta không còn tồn tại, những hành động và ảnh hưởng của chúng vẫn có thể tiếp tục tồn tại theo cách khác. Ví dụ, những tác phẩm văn học, các sáng tạo nghệ thuật hoặc những đóng góp xã hội đều có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ sau. Hành động của chúng ta có thể tạo ra di sản,
một dạng tồn tại khác sau khi chúng ta ra đi. Ví dụ, các nhà lãnh đạo lịch sử như Martin Luther King Jr. đã để lại một di sản mạnh mẽ thông qua những hành động và lời nói của mình. Dù họ đã qua đời, di sản của họ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến xã hội ngày nay. Hãy nhìn vào câu chuyện của Steve Jobs. Những sáng tạo của ông trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm của Apple, đã để lại một di sản vô cùng lớn. Dù ông không còn sống, nhưng những ảnh hưởng và di sản của ông vẫn tiếp tục tồn tại và tạo ra tác động lớn đến thế giới. Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Không chỉ vì vai trò của ông trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi mà còn vì cách ông thực hiện các hành động để tạo ra sự thay đổi xã hội. Mandela đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình bằng cách tham gia vào các phong trào chống phân biệt chủng tộc và bất công xã hội. Khi bị giam giữ trong suốt 27 năm, nhiều người cho rằng cuộc chiến của Mandela đã kết thúc. Nhưng ông không từ bỏ niềm tin vào công lý và tự do. Sau khi được thả tự do, Mandela không chỉ trở thành Tổng thống Nam Phi mà còn làm việc không mệt mỏi để xây dựng một quốc gia hòa bình và công bằng. Ông khuyến khích đối thoại và hòa giải, thay vì trả thù. Hành động của Mandela đã tạo ra một sự thay đổi sâu rộng không chỉ trong xã hội Nam Phi mà còn trong cách nhìn nhận về quyền con người trên toàn thế giới. Di sản của Mandela tiếp tục sống mãi qua những nỗ lực của ông trong việc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, là một trong những nhân vật nổi bật trong thế giới công nghệ và không gian. Từ khi còn trẻ, Musk đã luôn có đam mê với khoa học và công nghệ. Anh quyết định bỏ học tại Stanford chỉ sau 2 ngày để theo đuổi ước mơ xây dựng những công ty công nghệ đột phá. Musk bắt đầu với Zip2, một công ty phần mềm địa phương, sau đó là X.com, tiền thân của PayPal. Sau khi bán PayPal, anh tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn như Tesla, một công ty sản xuất ô tô điện, và Space, một công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ không gian. Những hành động mạo hiểm và quyết tâm của Musk đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về tương lai công nghệ và không gian. Tesla đã thúc đẩy sự phát triển của ô tô điện và giảm thiểu khí thải, trong khi Space đã mở ra khả năng du hành không gian với chi phí thấp hơn và khả năng thực hiện các chuyến bay ngoài hành tinh. Hành động của Musk không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn định hình tương lai của cả ngành công nghiệp công nghệ và không gian. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ rằng hành động chỉ là những việc nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng thực ra, chúng là phần quan trọng trong việc xác định bản sắc và tương lai của chúng ta. Triết học của Sartre cho thấy rằng chúng ta là tổng thể các hành động của mình, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những quyết định lớn lao. Đồng thời, nguyên lý bảo toàn của Lavoisier gợi ý rằng dù hình hài chúng ta có thể biến mất, những hành động của chúng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại dưới những dạng khác. Vì vậy, khi bạn thực hiện một hành động, hãy nhớ rằng bạn không chỉ đang tạo dựng hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai. Hãy sống sao cho mỗi hành động đều có ý nghĩa và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho thế giới quanh bạn. Hãy nhớ rằng, dù chúng ta không thể tạo ra điều gì mới, chúng ta có thể làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn bằng cách sử dụng hành động của mình một cách ý nghĩa.